Chào mấy anh YouTube, chào anh em YouTube. Dạ, chào trong nước ngoài nước. Nước trong nước ngoài. Dạ, nước trong nước ngoài. Rồi chúc trang trọng nhất. Nếu anh YouTube nữa. Anh YouTube. Dạ. Rồi anh Năm có liên lạc với em không? Dạ không, anh không có điện em. Em có nhớ anh Năm không? Nhớ, nhớ quá trời mà anh không có điện em mà. Còn nhớ quá trời. Còn nhớ ảnh nè. Bữa nay hỏi thôi, bữa nay như anh Năm anh đang để ý em nè, em hỏi coi ảnh có đẹp không? Em mới bóc like nè. Anh Năm ơi, qua móc thêm like nữa anh Năm ơi, anh Bây như mới có 1 like nè. Qua cho 2 like. Qua cho 2 like. Sao chị Tiền nhớ anh Năm, sao chị Tiền nói cho anh Năm hiểu anh chị Tiền? Em cũng nhớ ảnh, không ngờ ảnh liên lạc với em cũng nhớ ảnh. Từ bữa gặp bây giờ nhớ nhớ, nhớ lắm ha chị Tiền. Dạ, cũng nhớ ảnh. Nhớ nhớ cái bữa đi đi Bến Ninh Kiều ha. Dạ, dạ. Kỷ niệm mà sao anh Năm này chị ta không có liên hệ liên hệ chứ sao hả? Này là nguyên nhân là sao? Không biết nữa rồi. Chị phải hỏi nguyên nhân là sao rồi mới được. Dạ, không có điện không biết. Ừ. Anh Năm ơi, lúc nào anh khỏe không anh Năm? Em nhớ anh đó. Khỏe. Hay nhất là mấy bóc máy rồi đó hả, cho hai người nói chuyện thì nó hay hơn á. Không được ha, thôi đi. Ê, không mấy giờ nè, nhắn gửi ông đi. Nhắn ha. Em nhớ anh đó anh Năm ơi. Anh có nhớ em không? Còn anh nào nữa không? Không. Mày nhớ. Trời ơi. Kêu cái gì? Dũng luôn anh Năm ơi. Trời ơi, không ai. Nữa không ai. Không ai. Ê, giờ ông Lộc ông cũng thương em nữa kìa. Dạ. Bây giờ tức sao? Thương hết hai ba cũng được. Trời ơi, dữ rồi đã vậy. Cái này đã là. Không nhiều không nhiều lại à. Ai thương người thương lại. Ừ, giờ là quá trời luôn rồi. Ai thương là thương lại luôn hả? Ừ. Giờ mà thương ông nào nhiều nhất nè? Giờ hả? Hả? Ông nào cũng thương chứ. Bữa nay thấy trang điểm lên mà móc like vậy đó để mà dự định có hẹn với ai nữa không? Không. Ủa cái màu đó màu gì dạ? Màu xanh hả? Màu xanh cao quanh sai. Phải không? Xanh hy vọng. Xanh hy vọng hả? Mà màu này hình như tưởng nhà mốc nè. Màu xanh dương. Dạ hả? Màu xanh của hy vọng. Muốn tìm một anh nào đó trung tình. Dạ đúng rồi. Về ở dưới Tiền. Anh Năm ơi, xem em có đẹp không anh Năm ơi? Tiền hôm nay mất like nha mọi người. Nói chuyện nhiều vô trời. Nhắn gửi thì sao nữa mở hả người ta còn để ý người ta đi qua nữa. Nhắn gì đây? Nhắn Năm hả? Ừ, bữa hả? Ổng đòi đi qua đó. Ừ. Bây giờ em sao? Em có chấp nhận cho ông qua không? Qua hả? Ừ. Qua cũng từ từ đi. qua liền chứ qua từ từ rồi qua làm sao? Anh qua đi Năm ơi, em cũng nhớ anh đó. Anh qua nhà em nha. Đừng nói Tết nữa mà. Đi là anh Năm thôi nay. Không gọi anh đi im ba mà nhớ anh quá trời rồi. Gắn cũng buồn. Ủa rồi ở trong nhà có chỗ chứa anh Năm không? Dạ. Ở trong nhà á. Hay là dẫn vô bụi chuối? Dẫn vô bụi chuối đi. Trời ơi. Chuối rộng đó. Để chuối à? Để chuối luôn. Chóc gốc chuối luôn. Anh Năm ơi anh. Đây là cho anh leo chuối đã luôn á. Chuối luôn, cho anh leo chuối đi. Anh có dùng trong khi em có dùng chuối. Ủa sao mà từ bữa mà đi Bến Ninh Kiều mà chị nhớ anh Năm Sùi Vân vậy? Cái kỷ niệm nào mà làm cho nhớ nhau dữ rồi chị Tiền? Kỷ niệm luôn. Kỷ niệm đi chơi đó. Ở đâu? Bến Ninh Kiều á. Bến Kiều với Đồng Tháp. Thái Đét á. Chứ đi Đồng Tháp là chị kỷ niệm ấn tượng nha. Học kỷ niệm nào dữ nhất? Ở Đồng Tháp. Đồng Tháp mà ở Đồng Tháp có cái gì mà gì
cuốn cái tinh thần của chị để mà chị tương tư sầu riêng với em. Đồng Tháp đẹp đó, cảnh đẹp, bông hoa đẹp đó. Cảnh đẹp bông hoa vậy anh Năm của em. Dạ. Anh Năm của em có đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Dạ. Đẹp chỗ nào? Đẹp chỗ nào? Chị có thích phong cách của anh Năm không? Không, cái mặc đồ của anh Năm được không? Dạ. Đẹp. Bộ đồ lên đẹp, sang ha. Đồng Tháp ơi, Đồng Tháp ơi, Đồng Tháp ơi. Đồng Tháp ơi đó. Là nghĩa là cái con hát của anh Năm sầu riêng của em đó. Dạ. Là hát bài người Đồng Tháp dẫn lòng Đồng Tháp. Dạ, dạ, đúng rồi. Là chị yêu mến cái giọng ca của anh Năm. Giọng ca của anh Năm đó. Dạ, đúng rồi. Cần Thơ ơi, Cần Thơ ơi. Cần Thơ ơi, đẹp. Dạ, Cần Thơ ơi. Cần Thơ ơi, đẹp. Dạ, Cần Thơ ơi, đẹp. Rồi cả nhà anh Năm ơi, anh có muốn qua liền đi nha. Giờ chị Thị cũng đang cần móc lắm á. Qua anh qua móc cho anh like đi nha. Qua anh em Năm ơi. Qua em chơi nè. Sao mà anh Năm ảnh không có có qua gì hết trơn ta. Ừ, ha. Mình mà chỉ tiền mở lòng rồi đó, đợi anh Năm mở lời thôi đó. Dạ đúng rồi, mở lòng rồi đó. Giờ chỉ tiền kêu anh Năm ơi, anh Năm ơi đi. Anh Năm ơi, anh Năm ơi, nhớ anh quá anh Năm ơi. Đúng rồi. Sầu Yên ơi, Sầu Yên ơi. Sầu Yên ơi, Sầu Yên ơi. Chú chờ sao này. Cơ hội nữa. Kêu Sầu Yên ơi, Sầu Yên ơi. Sầu Yên ơi, Sầu Yên ơi, nhớ Sầu Yên quá. Nó nhớ thì phải nói nhiều vô ta nó có nhớ rồi đó, nhớ ảnh rồi đó. Ừ. Ủa vậy trời ơi, Năm ơi, Năm Năm ơi, Năm ơi coi. Năm ơi, Năm ơi. Năm ơi. Bữa nào hẹn anh Năm làm chuyến đi chơi đó chị ơi. Ừ. Hẹn một chuyến đi chơi đó anh Năm. Lúc là Năm vậy đi cha cha. Năm đi đâu, đi Hà Tiên hay là đi núi Cấm? Đi núi đi. Núi nha. Ừ, đi Hà Tiên tắm biển đi. Tiền ơi, lúc mà anh Năm nhảy cái điệu cha cha đó tối chị cũng có được không? Đâu nhớ được nhớ hoài cái nhảy của anh đó. Ấn tượng nha. Nhảy ha. Ừ. Ông nhảy sao nhớ hoài á? Nhảy đẹp quá. Ông nhảy nhớ hoài á. Đồng Tháp ơi, Đồng Tháp ơi đẹp. Anh nhảy điệu cha cha thì tiền muốn Vĩnh Long ơi. Đẹp quá Vĩnh Long ơi. Nói chung là được nhiều kỷ niệm với anh Năm. Tại vì cũng ở Cần Thơ, ở Vĩnh Long ở đó, hai người gắn bó trên xe đó. Dạ. Chúng ta kỷ niệm nhiều hơn ha. Kỷ niệm nhiều. Chứ nghe nói trên xe thì cũng có trao yêu thương nhiều phải không? Đâu có. Có không? Không. Vậy mà ông Năm nói trời ơi, tôi nhớ tiền ở trên xe quá trời luôn. Có, nó trắng nha, nó mướt nha. Thiệt luôn mà ông nói mà. Là cái thèm vậy đó. Nghe, nghe ông thèm vậy đó, nghe ông tả thôi vậy đó. Bỏ không không hết rồi. Không không có hết không có hết không có có chị tiền có gì hả có không ảnh có không ngồi ra cung vô đâu hả hả cung vô đâu không có mặt đó. Thích một hơi thật lâu hả? Ừ, thích một hơi thật lâu chứ nhớ em được nhiều chị bỗng nhiều hết mất tiêu sai thiệt kỳ cục. Ở đây không có anh Năm. Kéo lên thì không có anh Năm. Anh Phong không có bạn tôi bây giờ. Không có anh Năm, có anh Phong. Vô đụng nó liền đây. Ừ. Vậy là tính ra đó là anh Năm cũng tiền đã lên biến rồi đó anh Năm ơi. Anh hãy về để anh khai phá bộ chuối cho anh Năm ha. Bộ chuối cũng tới nước cũng nhiều lắm rồi đó. Anh qua anh khai phá giùm đi anh Năm. Trời ơi, chứ lấy tôi nói bà nói đi. Bà nói gì vậy? Chữ chứ. Rồi chào nha. Rồi chào khán giả đi chị Tiền ơi. Chào đó. Dạ chào mấy anh YouTube nha. Dạ. Anh Năm luôn. Chào Năm luôn. Dạ chào anh Năm. Anh Năm nhớ qua lẹ nha. Dạ xin chào.
đi đu em không? Chủ năm đi đu em không? Tuần sau tới ha, đu em rồi nè. Rồi, rồi, rồi. Rồi, thôi chào em ha tiền.